Đại đa số thì thấy nó bỏi tin mà anh em hư rồi thì anh em mua đồ lột lô anh em dùng thôi. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì trước mà anh em may thì đang có một con máy cỏ Estin FS250, con này thì tiền chốt cho anh Khánh ở Lâm Đồng nha anh em. Thì trọn bộ của nó thì nó sẽ bao gồm, cái này là quà tặng của bên Thiện tặng kèm nha, không có trong máy nha anh em. Cái này là bên cửa hàng tặng kèm cho anh em thôi, là một cái kệ tiếng và một chai nhớt Echo nha. Còn trong máy thì sẽ có, đúng là một thùng của nó sẽ có hai máy nha, nó đóng quy cách đóng gói của nó là một thùng sẽ có hai máy, nhưng mà anh em mua một máy thì Thiện sẽ cắt đôi cái thùng ra và Thiện gửi cho anh em, cái cần là Thiện đóng cái thùng khác ha, để chúng ta nhận hàng cho nó an toàn anh em. Chứ còn nhiều anh em kêu là lắp cho anh trọn bộ luôn rồi xong rồi đi gửi đi thì gửi xa nó rất là nguy hiểm cho cái cần nha anh em ha. Khi thì cái cần như thế này đây, Thiện đóng rơi như thế này này, đó là một cái thùng này là một cái cần, còn một cái thùng nữa là Thiện sẽ thấy cái thùng khác hoặc là không phải tin Thiện cắt ra, Thiện đóng những thứ này vào trong thì nó sẽ dễ hơn và an toàn hơn. Trong máy thì sẽ có đầu máy này, một cái dây đeo hai vai nè, một cái máy trắng cỏ, cái này là cái túi đồ nghề và một con dao nha anh em. Dao của tin thì nó hơi ngắn nha, nó chỉ có 23 phân thôi hay sao đó. Một cái bộ tay lái thì nó sẽ liền như thế này cho chúng ta luôn, và chúng ta lắp cái tay ga vào là xong nha. Còn cái cần thì nó như thế này đây, cái cần của tin nó không phải riêng về cái cần đâu anh em, phụ tùng của tin thì nó sẽ hơi cao một tí so với những mẫu khác trong công phân khúc ha, nhưng mà chúng ta dùng kiểu như là anh em dùng anh em biết bảo quản bảo dưỡng thì nó sẽ rất là bền. Chứ còn thì ví dụ như cái đầu bò đi, anh em mà dùng không bảo dưỡng, không vệ sinh bảo dưỡng, hoặc là bà dùng mà kiểu mà phá này nọ thì nó sẽ hư, và lúc nó hư thì đầu bò rất là mắc tiền nha. Đại đa số thì thấy đầu bò tin mà anh em hư rồi thì anh em mua đầu lột bò lô anh em dùng thôi. Chứ còn đầu bò rin nó cực kỳ đắt tiền luôn anh em, nghe giá một cái là muốn xỉu luôn á. Đầu bò rin là cái đầu bò nó như là bên hãng đang bán là 2 triệu một cái á, khiếp cái đầu bò. Tất nhiên thì vẫn có hàng lô để anh em thay thế rồi nha, nhưng mà để dùng cho nó ngon thì chúng ta cứ chăm mở thường xuyên, và đừng có kiểu như là chúng ta đánh, đừng có kiểu như có nhiều anh em đánh kiểu như sao ta, kiểu như là phan xí lùi đấy thì nó rất là ảnh hưởng tới đầu bò nha anh em. Chúng ta phát nặng tải quá nó ảnh hưởng tới đầu bò. Giờ thì Thiện sẽ đổ xăng vào và test nổ con này luôn cho anh Khánh này nha. Anh Khánh ở Lâm Đồng, con này có số series là 435417 nha anh em. Rồi bơm xăng nóng em giật nổ luôn. Thực tế những máy mới này thì bên hãng họ test hết rồi anh em, test làm một phát cho anh em yên tâm thôi. Anh em nào mà ví dụ như đang kiểu như là lớn tuổi đau lưng, hoặc là muốn kiếm máy nhỏ mà công suất nó hơi tương đối một tí, tương đối lớn một tí thì có thể tham khảo con này. Estin FS50 nòng 40 ly nha anh em. Tuy là nòng 40 ly nhưng tay dên nó ngắn hơn so với những mẫu máy khác trong cùng một khúc, nên nó sẽ anh em phát thì anh em sẽ hơi thấy yếu hơn một tí nha. Nhưng đổi lại thì nó trọng lượng rất là nhẹ. Anh em nào ví dụ như thích máy nhẹ thì có thể tham khảo con này. Đóng e công tắc nha anh em, kiểm tra công tắc trước khi nổ nha. Đó, nổ rồi thì gạt e lên. Ống cân con này thì nó tầm khoảng 25 ly rưỡi thôi nha anh em. Ưu điểm của Estin thì thứ nhất là trọng lượng nhẹ, thứ hai là khuôn máy là rất là bóc nha nè, rất là lẹ. Nó dùng bộ chế là khí là dẫn máy cưa nên cái bướm ra nó mở rất là nhanh, nó cho khuôn máy nó lẹ hơn nha. Đó, như vậy là ok la rồi đó. Về anh em roda là nữa rồi dùng nha anh em. Máy mới thì hầu như là chưa roda, chưa có máy nào anh em bắt tất cả những máy mới nha. Anh em về nên phải đâu ra trước nha. Đó, con này thì nó dùng giống như những con máy khác thôi, anh em kéo ra ăn chó rồi mới giật ha. Rồi ok, anh em nào quan tâm về con Estin FS50 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc là số điện thoại có dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu này, để nắm bắt thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn thông báo để mỗi lần mà Thiện có ra video mới anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em và xin video và cả anh em video tiếp nhé.